Xin chào mọi người. Đã lâu lắm rồi bạn mình không có làm một cái video nhảm nhí nào hết luôn á. Vậy thực sự là dạo này tâm trạng không có được vui, cho nên là bạn Blue không có làm bất cứ một cái thứ gì hết. Nhưng mà hôm nay bạn Blue cảm thấy là ngày cuối tuần á, rất là nhạt nhẽo, mình chỉ có một mình thôi. Ế mà. Cho nên là ế thì mình tự là tạo niềm vui cho mình thôi, chứ bây giờ mình đợi người khác mang đến niềm vui cho mình thì đến bao giờ? Cuộc sống cảm thấy là nếu phụ thuộc vào nhiều người khác á, thì chẳng biết đến khi nào mình mới sống hạnh phúc được, cho nên là mình tự tạo hạnh phúc cho mình có phải thích hơn không? Thế là bạn Blue đã đi xách xe đi dạo một vòng. Ồ, hôm nay trời Sài Gòn vừa mưa xuống cho nên rất là mát, buổi tối cũng khá là mát mẻ cho nên là đi dạo một vòng cũng thấy vui. Thế là bạn Blue đã đi cũng rất là rảnh, rất là lạnh. Bạn Blue hay đi mua nước rau má ở rau má mix, mua nước rau má ở rau má mix uống. Nhưng mà tại vì ở Vũng Tàu á, cũng có một cái thương hiệu đó là rau má bà già, nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Rau má bà già này, là một cái thương hiệu rất nổi tiếng ở Vũng Tàu. Nên là bạn Bình mới còn nghĩ là không biết là liệu rằng là hai cái loại thương hiệu này á, thì cái nào ngon hơn. Vậy thực ra là bạn Bình về Vũng Tàu thì bạn Bình hay đi mua rau má bà già để uống. Còn đi lên Sài Gòn thì hay uống rau má mix. Xong rồi cái tự nhiên phát hiện ra ở trên đường Phan Xích Long á, tự nhiên nó có hai cái tiệm ở hai đầu luôn, đầu bên này với đầu bên kia là bán rau má mix và đầu bên này là bán rau má bà già. Xong rồi đang so sánh là hương vị của hai nơi nó như thế nào, cuối cùng bọn mình quyết định là thử. Thế là bạn mình đã sắp đi mua hai loại, hai ly rau má. Này là rau má dừa 35k, không đá không đường đó. Và đây cũng là rau má sinh tố dừa không đá không đường luôn của bà già, và giá cũng ngang như nhau, đều là 35k. Và uống thử để biết vị nó như thế nào. Nó đôi khi cuộc sống của nó mình, của mình nó nhìn có vẻ nhạt nhẽo, nhưng thực ra nó không có nhạt nhẽo đâu, nếu mà bạn muốn có thể tự tạo niềm vui được cho mình thật sự luôn á. Đây là mix. Thiệt lòng á, rau mix á, mình chỉ ghét có một thứ duy nhất thôi, là mình đã nói với nó là ít đường, nhưng mà bao giờ mình uống vô mình cũng thấy nó ngọt hết, không hiểu tại sao luôn. Vậy thực ra là cái vị rau má nó cũng vừa phải, chứ nó không có quá đậm đặc á, cho nên là khi mà nếu mà uống rau má nguyên chất không á, thì bạn sẽ thấy nó vừa, nó không có bị đậm đà, nó không có bị cái mùi ngái ngái của rau má. Mà nếu mà mix với lại các loại vị của các loại đậu, ở dụ như đậu xanh hay là sữa dừa gì đó thì cũng vậy, cũng khá là ngon. Bị ghét một cái là nó ngọt quá, ngọt không biết uống nó có bị mập không thôi. Còn đây là rau má của bà già, là ở quê bạn Bình đó, là mỗi lần về chúng ta là lúc nào cũng đi mua uống. Rau má bà già cảm giác á, nó đậm cái vị rau má hơn, bởi vì là nó là rau má sữa dừa nên là uống vô cũng có vị sữa dừa hơn là cái rau má mix này. Nhưng mà có một điều mà bạn mình có thể khẳng định nha, là nếu mà bạn mình mua rau má mix á về mà bạn mình không bỏ tủ lạnh thì trong vòng một ngày thôi, từ sáng đến chiều thôi, là cái rau má nó sẽ bị hư, nó sẽ bị nồng hoặc nó bị biến đổi mùi. Nhưng mà đặc biệt rau má bà già, không hiểu tại sao bọn mình mua về bọn mình để cả ngày không bỏ tủ lạnh thì nó không bị hư, vẫn không hiểu tại sao hết đó. Chương trình review nước rau má đến đây là hết. Thế mà ngày nhà nhạt nhẽo của bọn mình như thế nào nói chưa. Gần đây cảm thấy là mình đang có một cái, mọi người đang chuyển biến ở đằng sau, sau khi mà dịch Covid nó qua rồi á, thì bây giờ mọi người đang phải thấm đòn về cái việc hậu Covid á. Thì thực ra tất cả mọi người đều gặp khó khăn hết. Các chị kế toán chắc là nhân vật tội nghiệp nhất, bởi vì là các chị cứ chán luôn, chốn nuôi chốn nhủi,
luôn luôn thất hẹn thất hứa với chúng ta, trả lương chậm nè, trả các chi phí lại chậm nè, thậm chí là biết là có rất là nhiều bạn còn nợ công nợ rất là nhiều ở các công ty mà họ không có khả năng chi trả nữa. Cho nên là mình thấy có một vài bạn cứ suốt ngày than thở, suốt ngày chê bai công việc của mình. Còn mình thì mình nghĩ vậy nè, thực ra sau dịch đó, nếu mà bạn vẫn còn đi làm, bạn vẫn còn được trả lương á, đầu đầu tiên là bạn hãy cảm ơn ông chủ của bạn đi, hãy cảm ơn sếp của bạn, bởi vì họ là những người đang gồng gánh rất là nặng cái vị trí và cái trách nhiệm ở trên vai của mình để có được cái tiền lương để trả cho bạn mỗi tháng đó. Nên bạn càng cảm thấy bạn may mắn, ít nhất là bạn vẫn còn có việc làm. Bạn mới có biết là sau vừa dịch trước có rất hàng hàng trăm hàng ngàn người bị thất nghiệp không. Thế nên là mình thấy cái việc mà các bạn bây giờ mà lên mạng mà than thở nó bị sai sai sao á, cần phải trân trọng và cần phải cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngay cả bản thân mình thật sự có đôi lúc mình cũng gặp những cái tình huống á, nói thiệt lòng với bạn là mình không thể tha thứ, không thể chấp nhận được luôn á. Nhưng mà sau đó cái mình nghĩ lại, thì mùa dịch mà giờ mình phải chấp nhận thôi, chứ giờ mình biết làm sao giờ. Giờ nếu mà ngừng lại á, thì mọi thứ nó sẽ không tiếp tục, thì nó tình trạng nó sẽ càng tồi tệ hơn. Còn nếu mà bây giờ mình tiếp tục á, đương nhiên là nó sẽ rất khó chịu, nó sẽ có rất là nhiều cái điều này nọ sẽ xảy ra. Nhưng mà mình tin là nếu mà mình cố gắng vượt qua, nó giống hệt như là lúc mà mình đau bụng vậy. Nếu mà mình cố gắng vượt qua cơn đau bụng thì sau cái cơn đau bụng đó mình sẽ khỏe lại và mình sẽ thấy thoải mái hơn, kiểu dạng như vậy á. Cho nên mọi người bây giờ hãy cố gắng lên nha. Chúc mọi người sẽ luôn luôn gặp mọi sự thuận lợi và mọi khó khăn cũng sẽ không đến cùng cả mọi người. Cố lên!